À, xin chào tất cả các bạn Đây là cái clip số 3 mình uh, chia sẻ uh, về cái chuyên đề gọi là uh, chuyến tàu chót à, Tại sao nó có cái tên này thì mục đích của cái clip này á thì uh, để mà uh, thức tỉnh thức tỉnh tất cả những ai mà có cái duyên đến với mình thì mình cũng hy vọng mà sau khi nghe được cái clip này thì các bạn hãy thức tỉnh vậy mau mau mà quay đầu mà tu tập để cho kịp cái cái chuyến tàu chót này thì bởi vì cái thông điệp này nó khẩn cấp thì mình phải mình thấy mình phải cần phải chia sẻ ngay cho các bạn thì um, giống như mình có uh, clip trước mình cũng có nói với các bạn á uh, thì cái thời điểm hiện tại này á uh, là trong cái kinh sách nói gọi là cái thời cuối cùng của thời kỳ mạt pháp uh, sắp sửa chuyển sang một cái thời kỳ mới gọi là kỷ nguyên thánh đức hay là thời đại hoàng kim thì cái tên kỷ nguyên thánh đức á tức là sao? Tức là bước sang một cái kỷ nguyên mới mà chỉ dành cho thánh nhân và người có đạo đức. Tức là những người có phải có những cái trình độ tâm linh tối thiểu thì mới được chọn lựa vào cái kỷ nguyên này. Và chúng ta đang đứng vào cái giai đoạn chuyển đổi giữa cuối thời mạt pháp và chuyển qua cái thời kỳ hoàng kim tức là kỷ nguyên thánh đức đó thì cái gì mà trước khi một cái sự chuyển đổi á thì đều có một cái cuộc sàng lọc à, cái này thì trong cuốn sách nghiệp của mình có chia sẻ về hội long hoa đó còn không các bạn cứ lên youtube gõ về hội long hoa nhiều lắm bây giờ nhiều nhiều cái chương trình nhiều cái cái kênh nói về cái này lắm các bạn tìm hiểu thêm thì sắp tới mình cũng sẽ có những cái clip nói về hội long hoa thì bây giờ mình nói cái này để mà mong bạn nào nghe được mau mau thức tỉnh ha thì cái cơ sàng lọc nó càng ngày nó sẽ càng khốc liệt nó không đơn thuần vậy đâu, nó còn nữa đó, mới có cái đầu tiên thôi đó, mà các bạn thấy là à, thế giới đã đang điêu đứng vậy rồi, nó có sắp tới nó còn những cái khác nữa, không phải mình nói ra cái này để các bạn lo sợ, mà nói ra để các bạn lo tu, à, chứ không phải nói để sợ, bởi à, vì cái sự sợ càng sợ thì càng đi xuống này, càng sợ càng không làm được gì thì thà sợ mà tỉnh thức đó, thì nên sợ chứ còn uh, sợ rồi cứ ngồi đó cũng không biết làm gì nữa càng ngày làm cái tệ hơn thì cái sợ đó nó nó không có ý nghĩa à. <laughs> rồi thì mình nói vậy thì cái thời điểm mà trước khi sàng lọc gì nè thì uh, là cái cơ chọn lựa mà à, mình nói từ chọn lựa thì cái lúc chọn lựa này sàng lọc á, thì giữ lại những cái gì mà à, đủ tiêu chuẩn, còn những cái gì không đủ tiêu chuẩn á, thì phải bị rớt lại. Rớt lại. Thì à, trong cái họa nó có cái mai. Cái mai tức là sao? Vào cái thời kỳ cuối này á thì à, kỷ nguyên thánh đức mà chọn lựa các cái bậc mà đủ tiêu chuẩn mà. Thì chọn như vậy á, sàng lọc như vậy á thì rất là nhiều các cái bậc thần tiên thánh phật thiên đàng cử rất là nhiều các cái vị xuống để mà phụ giúp vừa là chuẩn bị vừa là sàng lọc và cái thời điểm này mình luôn nói với mọi người cái thời điểm này là cái thời điểm mà ân điển rải xuống như là mưa như bão luôn chứ không phải gọi là như mưa nữa thì những ai mà hiểu thức tỉnh á, trong giai đoạn này mà quay đầu mà tu á, mà biết cầu nguyện Thượng Đế á, Hướng về Thượng Đế á, thì nhận được cái ân điển này Và cái các bạn cứ tưởng tượng đi ha giống như là mưa nó trút nước vậy đó Bình thường dù lâu lâu mới có một cơn mưa thì đem cái thao ra hứng được ít à những cái thời điểm này giống như là mưa nó đổ xuống ngày đêm ngày đêm gì đó ai mà hiểu lấy cái xô ra hứng nhiều lắm á tức là sao dễ hiểu tức là cái vào giai đoạn này khi mà ân điện đổ xuống như vậy á cái người nào mà biết thức tỉnh mà lo tu á thì cái thời gian cái tu rút ngắn rất là nhiều đây là một cái thông điệp rất là thật mà chia sẻ cho mọi người và những người vào thời điểm này mà thức tỉnh lo tu á cho nên là các vị chứng giám và các vị gia trì cho rất là mạnh À, những cái bạn mà ở trong group của mình vừa rồi trong cái nhóm mà mình kêu gọi thuần trai xem mình hướng dẫn á, rất nhiều các bạn à, chỉ cần mà nghe tin tưởng vào thượng đế tin tưởng vào minh sư thôi thì tự động họ có ấn chứng rồi mặc dù chưa gặp nữa chưa gặp được các vị minh sư mà họ được ấn chứng rồi để một cái điều mình nói ra cái điều này để cho các bạn ai mà có thật sự có cái niềm tin đó tin vào thượng đế và cái lúc này á, quay đầu lo tu á, thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được đó là điều chắc chắn à, mình chỉ kêu gọi mình truyền tải thông điệp của các ngài, chỉ ai tin được thì tu đi tin tưởng vào thượng đế tu đi à, chắc chắn các bạn sẽ được ấn chứng các bạn sẽ được ân điển các bạn sẽ được gia trì rất nhiều rất rất nhiều mình nhấn lại mạnh lại như vậy. Vậy thì cái thời điểm này mình nói nói cho các bạn biết ha, các vị đó xuống đây rất nhiều. Và bởi vì tương lai Việt Nam chúng ta sẽ trở thành thánh địa. Cho nên là các vị tập trung về đây rất là nhiều. Và bây giờ nói thật các bạn biết là Phật nhà Bồ Tát nè, Thánh Nhân nè, ở trà trộn chung với chúng ta nhiều lắm. Các vị chưa có ra mặt thôi, cái thời điểm nó chưa có tới. À, chưa có tới thì vẫn phải ẩn giật làm, mang cái xác phàm mà đi làm việc đi giúp đời, đi chuẩn bị hết nhiều thứ lắm. Cho nên á trên cái con đường mình đi tìm đạo mình gặp ba cái vị thầy đắc đạo vậy á, chính mình còn không tin, chính mình còn không hiểu. Tại sao mà mỗi cái vị đắc đạo, à, họ lại, lại lại có một cái cách phụng sự khác nhau? Sau này á mình hệ thống lại thì mình mới hiểu. Khi mình gặp cái vị, cái vị sư phụ, vị thầy. Um, <laughs> Mình gọi là minh sư tại thế á. Thì cái sư phụ mới cho mình biết à thì ra là là mỗi cái vị có một cái nhiệm vụ như vậy. Thì bây giờ trình bày cái này nó thật sự nó khó lắm mà nó cũng là thiên cơ đó, mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi ha các bạn hình dung ra vậy nè. Thí dụ như á thí dụ như các vị minh sư xuống đây làm việc thì chúng ta ai mà hiểu cái quy luật luân hồi á thì sẽ biết á, trong cái lục đạo luân hồi thì cái vị cao nhất á quản lý cái lục đạo luân hồi này chính là ma vương á vậy thì phật bồ tát á xuống đây mà muốn cứu người nào à tức là cứu cái người đó giải thoát á thì thì giống như là lấy bớt dân của ông ma vương À, ổng không có chịu. Giống như là chúng ta ông Ma Vương là vua của cái tam giới này, này nè, ha vua quản lý cái lục đạo này nè. Mà bây giờ mà các vị Phật Bồ Tát xuống đây mà giúp cho một cái người nào giải thoát tức là thoát khỏi đất nước của ổng á, thoát khỏi cái sự kiềm kẹp của ổng á thì ổng sẽ tìm mọi cách để mà ổng ổng gây cản trở, ổng phá hoại, ổng ổng làm cho cái người đó à, à phỉ tức là không có tin cái vị này là cái vị cú à, làm cho cái người đó bị thoái chí làm cho cái người đó nhận những cái tin phủ định nhất để mà không có nghe lời những cái vị phật bồ tát này cho nên những cái vị mà xuống đây làm nhiệm vụ á họ phải âm thầm thì cũng giống như là rồi chúng ta coi phim chúng ta thấy một cái vị điệp viên á điệp viên qua một cái nước khác nước địch để mà làm việc thâu thập thông tin hoặc là làm việc cho uh, cho chính Quốc đó, thì đâu có dám lộ diện à, phải âm thầm làm sống trong lòng địch nhưng mà làm nhiệm vụ cho nước nhà thì hiện giờ các vị thánh nhân Bồ Tát Phật đó, cũng đang làm giống vậy đó à, nằm trong cái cái mang cái thân vật chất này là nợ ma Vương rồi thì bây giờ phải âm thầm làm cho nên có vị tại sao mình đó mình thắc mắc á, mình biết được cái vị đó là cái vị đắc đạo rồi đó. À, đắc đạo rồi. À, nhưng mà tại sao á, cái vị thầy đó lại bỏ ngỏ cái việc ăn chay, ăn mặn đối với học trò của Ngài. À, mình cũng thắc mắc lắm, thắc mắc, mình tìm hiểu, mình hỏi sao kỳ vậy ta. Một cái người mà giác ngộ rồi, tức là đạt quả vị giống như Đức Phật rồi. Mà, mà tại sao lại bỏ ngỏ cái việc này đối với học trò cho họ không có gọi là ừ, ép buộc ăn chay à, tức là ăn để họ 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 ăn tự nhiên đó. thì mình cũng thắc mắc như vậy đó mình mới đi tìm một cái vị khác à một cái vị khác thì cũng là một cái vị mình biết được cái vị này cũng là một vị đắc đạo à, nhưng mà vị này thì là một cái công vị khác vị này là à, khuyến khích người ta ăn chay và tìm mọi cách làm sao cho người ta hiểu được cái việc ăn chay là lợi ích và cái vị này à, mở rộng rất là nhiều à, cái hệ thống à, quán chay để mà càng nhiều người ăn chay và làm sao mà càng nhiều người ăn chay vì cái nhiệm vụ của cái vị đó là càng nhiều người ăn chay thì cái từ trường của cái nơi đó nó sẽ thay đổi tức là sao mình nói tới đây để mọi người hiểu ha mỗi cái vị mặc dù đắc đạo đó nhưng mà họ đang đóng cái vai trò gọi là Bồ Tát. Mặc dù họ có thể về tới quả vị Phật rồi nhưng mà họ đang đóng cái vai trò là Bồ Tát. Bởi vì ở mỗi thời điểm chỉ có một cái vị gọi là gọi là Minh sư tại thế. Trước đây cái từ Minh sư á nếu mà chúng ta chỉ phân tích cái nghĩa đen á, Minh sư tức là minh là sáng, sư là vị thầy, tức là vị thầy đã khai ngộ hoàn toàn rồi thì gọi là minh sư nhưng mà bởi vì cái từ ngữ của thế gian thì nó 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 khó lắm Nhưng mình tạm thời mình nói gì ha mình tạm thời mình phân biệt một cái vị gọi là đắc đạo và một cái vị gọi là minh sư tại thế thực chất một cái vị đắc đạo đó là minh sư rồi nhưng mà mình muốn mọi người hiểu ở cái góc độ là cái từ minh sư ở đây đang nói là cái người đang giữ cái nhiệm vụ à, gọi là truyền cái pháp mạch á truyền cái pháp mạch á thì mình gọi là minh sư còn các vị còn lại thì đang cũng họ mặc dù cái quả vị của họ đã là phật rồi nhưng mà họ đang làm một cái nhiệm vụ như là một vị bồ tát hỗ trợ cho cái vị phật này là cái vị minh sư này mặc dù có thể là chức vị họ ngang nhau nhưng mà nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì một cái vị đang giữ cái vai trò là truyền pháp mạch còn các vị khác tuy là đắc đạo nhưng mà đang đảm nhiệm một cái vai trò khác bây giờ nói dễ hiểu hơn vậy nè thí dụ như một cái vị đang là tổng thống đương nhiệm à, một cái vị đang là tổng thống đương nhiệm thì mặc dù những cái vị khác có cái tài năng cũng ngang cỡ với vị tổng thống này nhưng mà vào mỗi một lúc chỉ có một cái vị gọi là nắm quyền lực thôi nắm quyền lực ví dụ như một cái vị tổng thống nắm quyền lực 4 năm ví dụ chúng ta các vị tổng thống mỹ đó thì ông nào đương nhiệm thì ông có toàn cái quyền À, ông quyết định ông có toàn bộ cái lực lượng à, của chính phủ à, của nhà, nhà nước à, quyết định toàn bộ thì các cái vị khác mặc dù cái quyền cái gọi là cái tài năng cũng tương đương với vị tổng thống đó nhưng mà à, trong cái lúc này cái vị này đương nhiệm thì các vị kia chỉ đóng vai trò hỗ trợ thí dụ làm phó tổng thống hoặc là làm bộ trưởng để mà cùng chung tay đóng góp với cái vị tổng thống này để mà ổn định tình hình hoặc là phát triển cái quốc gia thì ở đây nó cũng y chang như vậy nó y chang như vậy thì giống như cái vị nào mà gọi là nắm giữ cái vai trò là minh sư à, tức là cái vị này sẽ nhắm cái vai trò à, truyền cái pháp mạch đồng thời à, à, quản lý à, cái, cái thế giới vào cái giai đoạn này thì gọi là minh sư tại thế thì các cái vị đắc đạo khác mặc dù quả vị đã là phật rồi nhưng mà nhưng mà vì bây giờ không phải là cái cái thời điểm của họ thì họ cũng phải chung tay với cái vị minh sư tại thế này họ làm những cái nhiệm vụ khác đó thì mình không biết là mình trình bày như vậy các bạn có hiểu không thật ra cũng khó lắm khó nói lắm vậy thì mình mới hiểu à thì ra là cái vị bởi vì các bạn biết sau này tương lai Việt Nam sẽ trở thành thánh địa thì các bạn biết một cái cái một cái gì mà nó có sự chuyển đổi hoặc là một cái quốc gia thì nó cần có một cái rất là nhiều cái khâu rất là nhiều cái khâu chuẩn bị cho nên chúng ta thấy ví dụ như tại sao đất nước chúng ta à, có chủ tịch nước rồi có thủ tướng rồi dưới thủ tướng á, thì bắt đầu phải có các bộ trưởng để lo những cái ngành khác nhau thí dụ như bộ trưởng xây dựng thì chuyên lo về công trình bộ trưởng y tế thì chuyên lo về sức khỏe bộ trưởng tài chính thì chuyên lo về ngân sách tiền bạc thí dụ như vậy đó thì nó cũng giống như vậy thì một cái thời điểm đó, có một cái vị gọi là uh, minh sư tại thế thì cái vị đó uh, gọi là nắm gọi là tổng tư lệnh điều hành à, nhưng mà những cái vị phật khác những cái vị phật khác mặc dù đạt quả vị phật rồi nhưng lại đóng cái vai trò bồ tát à, không phải là nhiệm vụ là đi truyền pháp mạch mà làm những giống như những cái vị bộ trưởng khác vậy đó thì có vị đắc đạo xuống đây À, truyền giảng cái à, cái gọi là họ tìm ra một cái cái giáo lý à, nó giáo lý cũng không phải mà ra một cái cái phương cách mới à, diễn giải chân lý bằng cái ngôn ngữ khoa học hiện đại À cũng là một cái một cái sứ mệnh một cái nhiệm vụ như vậy rồi còn có cái vị à, khác thì lo về thí à, dụ như cái vị lo về chữa bệnh thì chúng ta thấy ngày nay có nhiều cái vị chữa những cái bệnh ngặt nghèo Hoàn toàn không có lấy tiền của ai hết Những cái chữa bệnh hiểm nghèo À, nó Bồ Tát nhiều lắm đó nha Bồ Tát Thánh Nhân làm nhiều lắm đó Họ đi khắp thế giới, họ chữa những cái bệnh mà gọi là Gọi là bác sĩ bó tay đó À, họ chữa à, Rồi, à, mình xin phép không nói tên vị nào hết nha Mình chỉ nói để các bạn theo dõi À rồi có cái vị như hồi nãy mình nói à, cho à, người ta hiểu được cái lợi ích của việc ăn chay và càng làm nhiều người ăn chay để mà thay đổi cái từ trường tức là chuẩn bị trước cái từ trường trước khi lập thánh địa rồi có những vị việc thì à, ẩn mình trong những cái à, gọi là doanh nhân để mà lo tài chính à, lo công trình giống như bộ xây dựng vậy đó chuẩn bị sẵn những cái công trình chuẩn bị sẵn những cái nơi để mà sau này khi mà à, thánh địa à, à, tới cái thời cơ đến thì có đủ phương tiện à, đủ tài chính đủ ngân sách đủ tất cả các mặt để mà thành lập à phải chuẩn bị trước hết cho nên các vị đó đang âm thầm làm à mình nói ra điều này để làm gì mình mặc dù mình biết có nhiều bạn nó cũng hơi khó hiểu đó nha à, cũng hơi cao siêu đó thì thôi ai may ai mà chịu khó chút xíu sau này các bạn thiền nhiều xíu các bạn để ý thì hy vọng có thể hiểu được ha mình nói ra điều này để làm gì mình nói ra điều này để cho những cái bạn có cái duyên nghe được những cái clip này hoặc là học cùng với mình á hiểu được là bây giờ á, mặc dù cái vị có thể là vị thầy của các bạn đó các bạn tin là một cái vị giác ngộ đắc đạo đó á, nhưng mà các bạn lại nghĩ là cái chỉ có mình vị thầy của mình thôi rồi các bạn lại đi phỉ bán những vị thầy khác đó mục đích của mình là để cho các bạn biết là hiện giờ các vị đắc đạo thánh nhân bồ tát ở đây nhiều lắm cho nên đừng có dại dột đừng có vì chỉ vì mình mới hiểu tới đó thôi mình mới vì chỉ vì tin cái vị thầy của mình mà lại đi phỉ bán những cái vị thầy khác mà nếu như phỉ bán ngay một cái vị minh sư nữa thì thôi cái tội của của các bạn nặng khủng khiếp cái tội mình nhắc ở clip trước gọi là tội vô gián tức là cái tội không có tha được á không có cách nào mà tha được á cái tội nó xuống địa ngục đời đời kiếp kiếp là ở dưới luôn là coi như là mất tánh linh luôn đó Vậy thì mình muốn nói các bạn á Khi mà cái trí huệ chúng ta Nhất là chúng ta chưa có tu hành Chúng ta chưa có thiền định trí huệ Chúng ta thật sự chưa có khai mở á Thì đừng phán xét gì hết Mình nói thật chứ các bạn Những cái này có vẻ nó hơi cao Nhưng mà thôi cố gắng nói Mục đích cuối cùng là để cho các bạn Thức tỉnh Đừng có phán xét bậy bạ bà. Nha Bây giờ á Nhiều lắm nhiều lắm các vị xuống đây nhiều lắm mà bây giờ mình nói ha thêm một cái nữa nè thì tại sao có những vị đắc đạo cũng đi ra làm việc nhưng mà không bị phỉ bán nhưng mà có vị đắc đạo đi ra làm việc bị người ta chửi quá trời đó cái này thì mình cũng nói như vậy thì các bạn biết ha giống như những cái vị mà gọi là nhiệm vụ mà gọi là điệp viên á tức là họ làm việc họ ẩn giật họ không có ra mặt thì họ phải trà trộn vô cái cái nước của cái quân địch đó. Rồi họ phải mặc dù họ đang làm nhiệm vụ nhưng mà cái bề ngoài họ sống, họ cũng phải nương theo nương theo cái luật của của cái 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 nơi đó để mà họ không bị phát hiện. Thì cũng giống vậy, giống như cái vị mà một cái vị đắc đạo mình nói đó, à mặc dù là ngài đắc đạo rồi Mặc dù ngài bản thân ngài là ăn ăn thuần chay mấy chục năm đó nhưng mà ngài lại bỏ ngỏ cái việc ăn chay đó với những cái học trò của ngài. À, để làm chi thì coi như là nương cái phần đó để không chống đối với cái lực lượng kia để nó không để ý. Các bạn hiểu chỗ này không? À, tức là sao bỏ ngỏ một cái phần tức là làm theo một cái phần luật của của cái 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 nước địch đó. À, để mà mình không có bị nghi ngờ không có bị chống phá để lo mà mình làm tròn cái nhiệm vụ của mình nó giống vậy đó thì phải bỏ ngỏ một cái phần à, tương tự như vậy nhiều cái vị khác mặc dù họ đắc đạo họ biết cái việc đó nhưng mà họ phải nương họ cái nương để họ bỏ ngỏ cái phần đó để cho cái địch nó không có nghi ngờ chứ không phải là mà bản thân họ thì họ ăn thuần chay nhưng họ bỏ ngỏ cái phần ăn thịt đó đối với học trò của họ để họ hoàn thành cái nhiệm vụ của họ các bạn hiểu chỗ này ha cho nên đừng đừng có phân đừng có vội vàng không hiểu ha rồi phỉ bán rồi nói sai ha rồi nhiều bạn cứ nói là thấy tôi thấy ông đó ông tu hành Ông cũng cao đó mà sao ông cũng ăn thịt rồi bắt chước không phải vậy đâu nha. Mình nói cho các bạn thêm một cái cái ý này nữa nè. Chúng ta là những cái người gọi là đang đi tu hành, tức là chúng ta là những người nợ nghiệp, cái nghiệp của chúng ta nó chồng chất, chúng ta đi tìm tới minh sư để chúng ta tu, tức là cái điểm tâm linh của chúng ta nó đang âm. Chúng ta phải học cái gì để mà hạn chế tối đa tiêu hao cái điểm tâm linh còn có những vị họ có cái sứ mệnh á tức là họ mới xuống họ từ ở trên họ xuống á tức là họ thí dụ như họ là phật bồ tát ở trên họ nhận nhiệm vụ họ xuống đây thì cái điểm tâm linh họ còn đầy kho đầy nhà các bạn hiểu không? thì họ xuống đây đôi khi họ ẩn giật trong một cái hình thức của một doanh nhân hay là một cái vị à, à, tỷ phú nào đó à, nhưng mà họ cũng làm một cái nhiệm vụ là họ đang dùng toàn bộ cái tài sản đó họ đóng góp cho xã hội đóng góp cho cái sự chuẩn bị tâm linh sau này, thì có thể họ vẫn ăn thịt nhưng mà đừng có thấy những cái việc đó mà bắt trước, các bạn hiểu không? cái tiền của người ta là 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 chất kho chất đóng, à, thì họ có xài một chút cũng không sao, còn mình á, là những cái người á, nợ nần chồng chất thì đừng có thấy cái việc của một cái người giàu họ làm mà bắt trước làm y như vậy là nguy hiểm vô cùng. Các bạn hiểu chỗ này không? Mình nói ra cái điều này để những cái ai mà còn chưa hiểu có đừng có thắc mắc tại sao nói là tu hành tôi thấy ông kia ông tu ông cũng ăn thịt được vậy à chưa chắc đâu nha, à chưa chắc đâu nha. Ừ, đừng có bắt trước những cái điều đó mà nói rất thật. Các bạn muốn cái điểm tâm linh của mình cao đi nhanh trong lúc này thì đừng có bắt trước những cái chuyện đó. Các bạn không biết được đâu. À, nhưng mà thật sự nếu những ai mà thiền định á một thời gian thôi khai ngộ rồi nhìn một vị nhìn cái cách một vị làm hoặc là nghe người ta giảng thôi ít nhất là nhìn tự nhiên cũng nhận ra được ít nhất là cũng biết được cái đẳng cấp của họ còn những cái người bạn còn mới quá các bạn mới tiếp cận các bạn nhiều khi trong người còn đầy thịt đầy oán than của thú thì lực lượng phủ định nó che mắt các bạn không thấy được đâu mà khi các bạn không che thấy các bạn phỉ bán á là tội các bạn nặng này các bạn ở lại trong tam giới là nó mừng nó mừng nó ngồi nó vỗ tay á các bạn không biết cho nên á cái lực lượng chúng ta đang sống trong cái xung quanh chúng ta là toàn đầy lực lượng phủ định rồi các vị ấy xuống đây phải âm thầm phải chịu đựng phải bị phỉ bán rồi cái vị mà bị phỉ tại sao đắc đạo có người âm thầm là do họ họ bỏ ngỏ một cái gì đó họ ẩn ở trong họ làm nhiệm vụ rồi cái vị mà ra mặt á À, cái vị ra mặt thì chắc chắn rồi cái vị nào mà ra mặt mà mà gọi là nắm giữ cái pháp mạch mà truyền á rồi những cái vị đó gọi là công khai á thì bị bị lực lượng phủ đựng nó chống đối quyết liệt nó tìm mọi cách à, nó cho giả dạng vô những cái người tu hành rồi dạy cho đại tử họ phỉ bán cái vị kia à tức là chúng ta thấy những cái vị nào mà khoác áo nhà tu mà suốt ngày cứ đi chê đạo này đi chê đạo nọ đó đó là làm việc cho lực lượng phủ định hết á các bạn nhớ cái clip mà mình chia sẻ trong group á à à có cái clip gọi là lời nguyền của ma vương đó đó các bạn tìm lại lên youtube gõ cái đó xem lại đi Cái clip đó người ta làm hay đó, đó xem lại để hiểu à trước khi đức phật mà nhập niết bàn á mà phải vượt qua cái ải ma vương á ma vương thua trận rồi á ma vương mới có một cái lời nguyện à, bây giờ thì ta thua ông nhưng mà sau này khi mà ông nhập diệt à, những cái người mà học trò của ông mặc dù là tu thế đạo của ông nhưng mà tất cả đều làm việc cho ta à, các bạn nhớ cái lời nguyện đó sắp tới mình cũng sẽ làm một cái clip về lục đạo mình cho các anh chị nhìn rõ hơn cái ông mà quản lý tam giới ông như thế nào nói thật nha mình nói cái này đụng chạm các vị đã dữ lắm cũng phải xin phép nhưng mà mình nghĩ phải thức tỉnh các bạn ai hiểu được thì mừng ai không hiểu được thì chịu thôi cho nên ngày nay các vị các vị xuất hiện nhiều ra mặt để mà để mà giống như cứu thêm được nhiều cứu á rồi bây giờ hiểu ha cho nên một cái vị minh sư mà ra mặt mà truyền pháp mạch là bị chửi dữ lắm bị chửi khủng khiếp thì nó cũng là tất cả cũng là à, tạo hóa à, thượng đế an bài hết trơn à muốn vậy thôi, muốn cứu thì thì cái ông tướng mà ra mặt thì sẽ bị cái tướng, bị ông bên địch bên kia nó tìm cách nó chửi bới thôi, nó loan tin. Chúng ta thấy mấy cái nước mà chiến tranh với nhau á gọi là trước khi mà đánh gọi là tâm lý chiến đó, tuyên truyền à bên đây tuyên truyền chống bên kia nó giống vậy đó. Nhưng mà một cái vị gọi là Minh sư tại thế không bao giờ chỉ trích ai hết trơn á. À chúng ta quan để cái dấu hiệu này để sau này các bạn thấy á các bạn nghe giáo lý của cái vị nào mà người ta tu hành cao người ta chỉ khuyến khích học trò người ta tu thôi làm sao để giải thoát thôi không bao giờ đụng tới một cái vị nào hết trơn còn những cái vị mà mang danh này ha mang danh kia mà cứ suốt ngày cứ đi phỉ bán đạo này phỉ bán đạo kia đó tự các bạn nhận ra à mình tin là những ai mà thật sự đủ trí huệ các bạn tự nhận ra và các bạn hiểu được cái lời của mình nói à rồi thì á dĩ nhiên cái vị nào mà nắm tổng tư lệnh á chống à, à giống như là đứng ra đánh trận với ma vương á tức là công khai đánh trận với ma vương thì lực lượng của cái vị đó rất là mạnh cho nên mặc dù cũng là đắc đạo nhưng mà lực lượng của các vị ở cái thời điểm nó sẽ khác nhau. À gọi là lực lượng á, mình giờ mình tạm gọi cái vị các, nhiều khi có những cái vị thầy cũng là đắc đạo nhưng mà bởi vì cái nhiệm vụ khác nhau cho nên cái lực lượng sẽ khác nhau. Mặc dù cũng là đắc đạo rồi. Bây giờ ví dụ như vậy. Ví dụ như bây giờ nhà vua có nhiều cái vị thần à, gọi là vị quan, có nhiều cái vị quan trong triều đình thì sẽ có quan văn và quan võ thí dụ như khi mà có giặc giả đến khi có giặc giả đến á thì cần một cái vị vị quan võ để ra đánh giặc thì cái vị nào cái vị nào quan nào mà nhận cái nhiệm vụ ra đánh giặc á thì lúc đó nhà vua sẽ giao toàn bộ cái quyền điều hành binh lính ha ngân khố này kia miễn làm sao giao hết cho ông để ông ra ông đánh giặc thì nó cũng giống vậy đó thì cái vị nào mà nhận cái nhiệm vụ là minh sư tại thế đó dám ra mặt truyền pháp mạch giải thoát mà đối đầu với 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 ma vương á à thì cái vị đó sẽ càng có cái lực lượng rất là mạnh để mà đủ sức chống chọi ha để cứu những cái người mà còn trong cái vòng tay của ông mai vương mới thoát khỏi thì cái lực lượng rất là mạnh mặc dù bị phỉ bán rất là nhiều nhưng mà đi ra chấp nhận đi đánh giặc thì sẽ có binh lính ha có lực lượng của thượng đế hỗ trợ nó giống vậy đó còn những cái vị mặc dù cũng đắc đạo nhưng mà đang làm cái nhiệm vụ à, gọi giống như quan văn quan văn tức là à dùng trí huệ của một vị đắc đạo để mà à truyền tải lại cho cho thế gian có một cái nền tảng kiến thức à, tâm linh diễn giải bằng khoa học để vào cái thời đại mới các nhà khoa học họ căn cứ vào đó để họ à, và nghiên cứu tâm linh ở cái mức độ sâu hơn và khoa học tìm hiểu về tâm linh ở mức độ sâu hơn tức là ở bước vào kỷ nguyên thánh đức á thì khoa học tiến gần với tâm linh à, gần như là hòa nhập với tâm linh và à, thăng hoa tâm linh tại vì lúc đó họ biết được á tìm được cái chân lý rồi tìm được á thì cái khoa học càng ngày càng tiến tiến gần cho nên chúng ta thấy mặc dù là trước đây một thời gian khoa học hoàn toàn phỉ bán chê tâm linh nhưng mà càng ngày xuất hiện nhiều những cái vị càng khoa học càng giỏi thì họ lại càng tin vô tâm linh chúng ta thấy như Albert Einstein các bạn hoặc là Isaac Newton là những người đó đều, đều tin vào thần Phật hết á À, là những người mà đóng góp những cái công trình vĩ đại cho thế giới này à, Còn những cái ông mà cứ nghĩ là mình tài giỏi phát minh được cái này phát minh kia là đi chê đi ngược lại Thật ra sau này các bạn hiểu rồi không có gì là phát minh hết trơn á Tất cả đều là giống như là gọi là tìm ra à, cái nguyên lý vận hành của vũ trụ có sẵn rồi À, chưa không có gì gọi là phát minh hết trơn á à, tâm linh các vị Đức Phật Đức chúa đã nói ngàn năm nay rồi các vị trước đó nữa các vị lão tử nữa nói những cái chân lý này mấy ngàn năm rồi bây giờ khoa học mới tìm ra thôi chứ không phải là cái gì là phát minh đâu à, từ từ các bạn sẽ hiểu rồi Vậy thì bắt đầu à, có cái nhìn rõ hơn rồi À, cái vị nào mà minh sư nắm giữ pháp mạch thì có lực lượng rất là mạnh bởi giống như là nhà vua thượng đế á ban lực lượng cho để đi đánh giặc mặc dù bị chống đối thì các bạn cứ tưởng tượng đi một cái ông tướng mà ra trận thì thì đứng ở đây thì có phải là toàn bộ cái quân địch bên kia nó nhắm vô ông tướng nó đánh không cho nên cái vị tướng nào mà ra mặt thì cung tên tứ bề bị chửi bị phỉ bán đầy hết trơn á giống vậy đó hôm nay quay lại chúng ta thấy, thấy nhớ thời đức phật cũng vậy đúng không Mặc dù là là giác ngộ rồi đó nhưng mà đâu phải ai cũng tin đâu. Rồi những cái ông mà gọi là đạo Bà La Môn cái thời đó gọi là ngày nay gọi là đạo Ấn Độ giáo đó. Bà La Môn là Ấn Độ giáo đó. Đó tìm mọi cách để hãm hại Đức Phật chửi bới Đức Phật. À, rồi thậm chí ha, cái người anh em họ là đề Bà Đạt Đa đó cũng bị lực lượng phủ định sai khiến đó. À cũng mặc cái áo nhà tu trà trộn vô tăng đoàn rồi tìm mọi cách du quan giáo họa cho đức phật rồi cuối cùng tính hại chết ngài nữa mà không được à, một cái vị minh sư à, có cái sứ mệnh à, luôn luôn bị bị chống phá như vậy chứ không phải đơn giản đâu ngày nay thì chúng ta thấy đức phật mà còn khắp nơi quỳ lại thờ cúng chứ còn cái phào thời đức phật còn sống cũng y như vậy à? à vào cái vị nào mà minh sư tại thế vào cái thời đó cũng y như vậy là mang cái sát phàm rồi bị người ta chửi bới nhưng mà những ai mà tỉnh thức á, thì mới tin đi theo thì tới hồi chúa giêsu cũng giống như vậy chúa giêsu cũng y vậy à, cũng là một cái vị minh sư ra đời sau đức phật à, 500 năm ở một cái bữa nơi khác à, thì người ta đâu ai tin chỉ một số thôi đó, mười mấy môn đồ rốt cuộc đó bị chính cái người do thái à, chính cái người những cái người tin đức chúa thì gọi ngài là vua của do thái nhưng mà những cái phần còn lại đâu có tin à, thì à, hùa với với bên La Mã rồi đóng đinh ai coi phim thì hiểu ha đóng đinh Chúa Giêsu dưới chết thậm chí đó một vị cái môn đồ bán đứng chỉ điểm tin vào cái cái của bên kia bán đứng chỉ điểm để mà bắt Chúa Giêsu rồi đến đóng đinh các bạn dành thời gian các bạn xem phim đi À, ai bên à, đầu Phật đầu chúa thì dành thời gian xem cái cuộc đời của các vị đó để hiểu thêm, chúng ta phải mở lòng ra. À rồi các bạn mới thấy được là các cái vị đó đều là đại diện hiện thân của Thượng Đế xuống đây hết trơn á. Tất cả đều là một hết đó, đều là hiện thân của Thượng Đế xuống ở vào những cái thời điểm khác nhau để giáo hóa chúng sinh hết. Tất cả đều là một. <laughs> nha các vị minh sư xuống đây đều là hiện thân của thượng đế hết á à đó vậy thì nói tới đây á để mình nhắc lại thêm một lần cái thông điệp là làm ơn nếu như ai chưa hiểu thì thôi cứ tìm hiểu đừng có vội vàng phỉ bán đừng có vội vàng á, ngồi ở bên đây rồi chê cái vị kia nói thầy của tôi là minh sư còn ông kia là đồ giả đồ xạo nguy hiểm nha à, mình nhắc lại đó nói đồ giả đồ xạo ha à, nguy hiểm ha à, cẩn thận nha hãy dùng cái trí huệ của mình xem cái nghe kỹ cái giáo lý của vị thầy đó đừng có chấp vào hình tướng à, cho nên đó là lý do tại sao những cái người mà đến với mình á <laughs> mình hướng dẫn họ nghe giáo lý hướng dẫn họ nghe chân lý mà mình không có nói tên bởi vì á khi mà nói cái tên một cái vị minh sư ra mà định lực các bạn còn yếu á chắc gì các bạn tin nó là minh sư À, ví dụ như cái vị thầy đó của mình mình tin nó vị đó đắc đạo mà chắc gì các bạn tin tại vì khi mà các bạn còn vướng trong cái lực lượng phủ định á người các bạn còn ăn thịt tâm còn động loạn tâm còn tị hiềm á thì là cái lực lượng phủ định nó đầy ở trong bạn á cái ai mà vừa nói tên cái vị minh sư đó nó à cho nó tìm cách nó che mắt các bạn liền rồi nó dẫn cái tin phủ định cho các bạn nghe không à rồi các bạn tin theo phủ định đó Các bạn phỉ bán rồi Nó ngồi nó cười hả hê Bởi vì các bạn nó biết các bạn xuống địa ngục rồi À nó biết các bạn ở mãi ở đây rồi Nó ngồi nó cười hả hê Cho nên tốt nhất à, Hãy bắt đầu học cái tánh Đừng có phân biệt Đừng có tị hiềm Đừng có phán xét nha Các bạn phán xét sai là tội nặng lắm Người tu đừng bao giờ phán xét à Cứ thấy cái gì Chúng ta tiếp thu được nhất là bây giờ hãy bắt đầu mình nhắc nhở ha không còn nhiều thời gian đâu đừng có nghe mấy cái tin phủ định nữa mà lựa những cái gì chân lý những cái gì mà hướng thiện những cái gì mà giúp cho mình đạt được cái sự bình an giải thoát thì nghe À, rồi bắt đầu ngồi thiền cái cái trí huệ nó sáng rồi tự động nó sâu chuỗi bên trong lại tự động các bạn biết vị nào là vị nào à. Còn giờ đừng có ngồi mà nghe ông này chê ông kia là nguy hiểm lắm à, mình nói thật nha cái thời cuối này là cái thời đại dãy chết của của lực lượng phủ định cho nên nó sẽ tìm mọi cách nó chống phá nó làm đủ hết trơn á để nó biết nó sắp tiêu rồi thì nó phá khủng khiếp lắm à, chúng ta mới hết sức cẩn thận nha mình nói trước vậy thì á, cái chủ đề của cái clip á, mình nói là cái chuyến tàu này chuyến tàu chót rồi bởi vì đây là thời kỳ cuối cùng rồi thời kỳ mạt pháp rồi gọi là lần ba rồi À, sau kỳ này là, là không còn nữa à, vậy thì á, những cái linh hồn nào mà không kịp à, không đủ tiêu chuẩn để mà bước vào cái kỷ nguyên thánh đất này thì sẽ bị kẹt lại bảy ức niên à, mình nhắc lại ha bảy ức niên đó là lời của thượng đế á. mà bảy ức niên á, là bảy trăm ngàn năm à, cho tới một triệu năm là coi như các bạn tưởng tượng ha không còn luân ngồi nữa mà bị nhốt, bị mắc kẹt hoặc bị ngủ vùi trong suốt 700.000 năm. Thì các bạn tưởng tượng đi một cái linh hồn mà bị bị ngủ vùi như vậy thì coi như lúc thức dậy là coi như quên hết trơn rồi. À, coi như mất luôn tánh linh rồi, cái cơ hội mà gọi là được làm người trở lại là gần như là con số không mình nói rất thật như vậy hầu hết là xuống địa ngục và bị kẹt ở đó bị nhốt ở trong đó à, tội nặng xuống địa ngục còn không thì tội vừa vừa rồi cũng bị ngủ vùi ở đó bảy trăm ngàn năm rồi xong mất tánh linh luôn trong bảy trăm năm đó thì những cái gọi là cái cái cấp bậc những cái sinh vật cấp bậc khác nó tiến hóa lên tiến hóa lên nhiều khi đất đá cái nó tiến hóa lên thực vật, thực vật cái tiến hóa lên thú, thú tiến hóa lên người, biết bao nhiêu mà chưa chắc cái linh hồn của cái người người mà bị nhốt bây giờ tới lúc đó mà còn còn được làm người trở lại. À các bạn phải chờ lâu lắm. À, cho nên cái mình mình thật sự mình nói á không phải nhiều người hiểu cái này đâu. bây giờ mình chia sẻ cái này thế nào cũng có, có bạn nói ra nói vào chửi bới mà hôi kệ. À, mình chia sẻ ai Mình chỉ mong những người nào hữu duyên Hiểu được thức tỉnh quay đầu À Các bạn nhớ Cái lời tiên tri của các vị Mười phần mất bảy còn ba Mất hai còn một Mới ra Thái Bình Cho nên cái phần mà chọn lựa lại ít lắm Bây giờ ai không thức tỉnh Có chuỗi bới cũng chịu Tới ngày đó cũng bị sàng lọc Làm ơn thôi đừng có chuỗi bới À nếu cảm thấy khó tin thì thôi tìm hiểu đi tìm nghiên cứu đi lên trên mạng tìm cái sách về hội long hoa bây giờ nhiều lắm nghe đi rồi lúc đó có chửi cũng không muộn nếu mình nói sai chửi mình cũng không muộn rồi bản thân nếu mình nói sai á thì mình cũng bị bị tội à các bạn yên tâm không cần đến các bạn xử À... À, mình không muốn ai tự nhiên mình lên chia sẻ muốn giúp mọi người mà còn à, ai phải gánh nghiệp chướng giùm mình đó. tức là các bạn chửi mà chửi sai thì các bạn phải gánh nghiệp chướng gánh nghiệp chướng của mình à, mình không muốn ai gì mình mà gánh nghiệp chướng hết trơn á nếu mình làm sai thì có luật nhân quả rồi các bạn khỏi lo à, các bạn lo cái phần của các bạn thôi à, nếu mà thấy chưa đủ tin thì thôi cứ để nó đi thằng này nó nói khó tin quá cứ để đó đi tìm hiểu đi chứ đừng có đừng có mang cái ý niệm vô minh rồi mới nghe người ta nói không biết gì á chúng ta nói thật mà nói thật đó. ngày nay với các bạn của chúng ta nhiều lắm không phải là người trẻ không đâu mà ngay cả những người mà tu hành lâu năm luôn mà họ có chấp ngã đó. họ không có chịu chấp nhận cái gì mới giống như mình nói đó họ ở cứ ở trong cái đạo đó không có mở lòng ra họ cứ bị bị đi theo cái lối mòn đó họ ở cái nhánh cây đó đó rồi đó, họ nghe người ta nói cái nhánh bên kia cái là họ nó không phải đó, sai rồi bậy rồi tà đạo rồi nhưng mà họ không biết được là cái người bên kia cũng là một cái nhánh khác cùng cái gốc hết trơn đó cũng ở trên một cái cây đó mà không hiểu đi chê đi bài thậm chí người tu luôn đó nha cho nên á không phải tu chỉ mới là sửa thôi nha. cho nên các bạn đừng có bám chấp vô cái chữ tu thấy nói, ôi cái người ông đó tu rồi tin theo chưa chắc. tu thì chỉ mới gọi là sửa thôi. còn sửa nhiều sửa ít có biết cách sửa hay không, tu như thế nào nữa, cho nên cũng phải phải rõ ràng phải cẩn thận. cho nên tốt nhất á khi mình chưa biết cái gì chưa hiểu cái gì rõ ràng thì đừng có phán xét. mình nói rất thật như vậy. ha. À, vậy thì á cái chuyến tàu chót này nó sắp chuyển bến rồi thậm chí thật ra nó chuyển rồi đó nó nó khởi hành rồi đó thì giờ sao đây thì những cái người mà họ biết trước à, họ họ tu tập trước thì giống như họ để dành tiền trước rồi họ mua cái vé hạng sang họ có nhiều tiền là họ mua cái vé hạng sang giờ này là họ đang hưởng thụ ở trên cái chiếc tàu đó rồi họ về trước họ hưởng thụ rồi à có thể họ đang mang cái sát phàm nhưng mà họ lên được cái, cái 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 hạng thương gia rồi họ nhìn cuộc đời họ đang thảnh thơi lắm tại họ biết nó tới rồi rồi thì cái loại cái dạng thứ hai cũng biết nhưng mà không có nhiều tiền nhưng mà họ cũng mua được vé lên tàu rồi thì họ giống như họ ngồi ở cái ghế hạng phổ thông à họ cũng được lên tàu rồi thì cái loại thứ ba là cũng biết biết à, tiền ít hơn chút thì không có được vào ở trong những cái khoang mát họ đứng ở ngoài trời nhưng mà cũng được đứng trên tàu rồi à rồi giờ làm sao rồi bây giờ còn cái phần còn lại nè cái phần còn lại mà sát bên rồi tàu chạy rồi mà còn chưa biết gì á à mà nếu như á quay đầu thức tỉnh á thì á còn mau mau biết được cái chiếc tàu này chiếc tàu chót á thì ráng nỗ lực mà đu bám à thì bây giờ mình đi trễ mình không có tiền thì mình đu bám thì mình phải chịu khó xíu Mình phải chịu cực chút xíu Ráng đu đi à, Rồi các vị mà đứng ở đó đó cũng ráng họ ra họ kéo lên cho Bây giờ các vị đứng đầy trên tàu á Chỉ cần các bạn á Nỗ lực tin vô cái chiếc tàu này Leo lên bám vô cầu thang thôi Thì sẽ được các cái vị đứng ở vòng vòng đó họ kéo lên À, mặc dù không có tốn tiền nhiều giống như mình nói đó mặc dù bây giờ các bạn có thể nhiều bạn mới tu thôi nhưng mà cái thời điểm này ẩn điển nó nhiều lắm nó cũng giống như vậy đó các bạn thức giác các bạn hiểu được cái chiếc tàu này chiếc tàu chót rồi các bạn lập tức tin tưởng các bạn đu bám theo cái chiếc tàu này á, thì á, những cái vị đứng ở vòng vòng đó tự động kéo các bạn lên nhiều khi được đi miễn phí à, nó lấy giống vậy đó không có tốn tiền nhiều như mấy vị kia tốn ít một chút nhưng mà cũng phải bỏ công đu bám à, còn cái giờ này mà những cái người mà còn không có tin á ngồi ở dưới mà ngồi uống cà phê à thảnh thơi ha cái tàu người ta chạy rồi ngồi uống cà phê thảnh thơi rồi thì có mấy bạn nó gọi là hết thuốc rồi hết thuốc chữa rồi à không có chuyện mà người ta đã cho rồi người ta bóp kèn in nổi rồi tàu sắp rời bến rồi nha biết bao nhiêu người đứng ở trên lan can kêu xuống ê tàu sắp rời bến rồi bao nhiêu thông điệp truyền xuống mà không chịu nghe không chịu tin ngồi dưới uống cà phê thì thôi chờ đó đi ha à, rồi thì mục đích của cái clip này mục đích của cái clip này à, nếu như mình nói những cái gì mà có đụng chạm tới cái vị thầy nào của các bạn thì mình hết sức xin lỗi à, nó không có nằm trong cái ý của mình mình chỉ cố gắng hết sức những dùng những cái thuật ngữ những cái từ nào mà nó đơn thuần đơn giản dễ hiểu hình tượng á để mà trình bày thực ra mình nói khó lắm nha trình bày cái này khó lắm thì thôi cố gắng à, mình truyền tải cái thông điệp đó à, đến với một những các bạn nào à, tin tưởng mình à, tin tưởng mình hoặc có thời gian làm việc với mình hoặc có cái duyên à, nhiều khi mới biết mình nhưng mà có cái duyên nghe được mà hiểu được à, thì mình xin chúc mừng thì coi như cũng có cái duyên với nhau À, thì ai tin được thì làm ơn thức tỉnh quay đầu lo tu đi và cái nhanh nhất giờ chỉ có thiền định thôi à, muốn đi nhanh thì cứ ráng ăn chuyển sang ăn thuần chay ngay đi đừng có lựa chọn đừng có nó ấy nữa mình nói thật đó mình thấy các bạn nói mình nói các bạn đúng không thượng đế trong giai đoạn này nha mới cái đầu tiên thôi đó để cho các bạn lo ở nhà mà lo tu đó đó tranh thủ cái thời gian này ha nó thượng đế sắp đặt hết rồi không có cần phải làm gì nhiều nữa <laughs> thì ở nhà lo quay dù trong dành thời gian mà nghe chân lý đi sắp tới mình sẽ up nhiều cái clip chân lý à, cứ nghe đi những cái những cái bài giảng nào mà của các cái vị minh sư tại thế á, cái lực gia trì trong cái bài đó mạnh lắm À sau này mình sẽ gửi cho các bạn nghe, các bạn nếu mà thật sự với nghe với cái tâm thành á tức là các bạn mở cái lòng ra các bạn nghe đó, đừng bỏ hết cái cái đố kỵ tị hiềm á thì mình chắc chắn các bạn sẽ nhận được lực gia trì. Rồi các bạn ngồi thiền các bạn hiệu quả lắm. Đối với những người mà nhẹ nữa nghe thôi, thậm chí có người mà gọi là cái linh hồn mà nó muốn về rồi đó. <laughs> À, mình có cái thể xác và phần hồn thì chắc mình sẽ nói ở cái clip khác nhưng mà tạm nói tức là cái bạn nào mà cái linh hồn mà nó, nó thật sự nó muốn về rồi á nó chỉ cần nghe một cái bài chân lý của một cái vị minh sư thôi là lập tức nó thức tỉnh liền à, đó là những cái trường hợp mà những cái bạn nào mà tự nhiên á giống như là đi tìm bấy lâu nay mà nghe được một cái bài chân lý á, tự nhiên họ hòa à, họ khóc đó là cái linh hồn nó 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 mừng quá nó thức tỉnh á họ nghe thôi là họ nhận được cái lực gia trì là họ biết rồi họ ngủ lâu quá là tự nhiên họ nghe đúng rồi thượng đế kêu về nhà rồi hai cái vị này là đúng rồi là tự nhiên họ họ hòa họ khóc mà họ không hiểu luôn đó thì mình nói cho các vị biết đó là linh hồn nó nó được đánh thức bởi cái lực gia trì của một cái vị minh sư đó, nó mừng quá nó khóc a à, còn nhiều lắm còn nhiều hiện tượng lắm thôi cái clip này đi chuyên vào cái cái nội dung là chuyến tàu chót rồi Ê, nhanh nhanh à, quay đầu tỉnh thức lo tu lo ăn thuần chay lo thiền thì mới mong kịp những cái việc mà mình nói với các bạn à, ăn thuần chay ngồi thiền là giống như cái việc mà các bạn đang cố gắng để mà kịp để mà đeo bám lên thành tàu đó à, đeo bám lên thành tàu cứ ráng đu đi thì sẽ có người vớt lên cho chỉ cần các bạn thành tâm thôi nhớ nha đi trên con đường đạo này chỉ cần thành tâm hôm trước mình có chia sẻ cái câu đó, đời cần thành tích đạo cần thành tâm à, đến với đạo thì không có cần phải 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 tốn tiền tốn của gì hết mà chỉ cần cái lòng của các bạn thôi chỉ cần các bạn tin vào thượng đế thôi tin vào cái người mà dẫn dắt các bạn một lòng hướng về thượng đế thôi các bạn cũng không cần tin mình nói chỉ cần các bạn tin thượng đế thôi tin có một cái vị sáng tạo ra càng khôn tin vào cái vị tối thượng đó đó các vị cứ cầu nguyện như cái vị đó là được rồi cầu nguyện thì hôm bữa mình có cái clip cầu nguyện rồi trước mắt thì cứ cầu nguyện cho à, cầu nguyện cho nhân loại được tỉnh thức tiến tới thế giới thuần chay chúng sinh bớt đau khổ à, trong đó là bạn sinh vậy là có bạn rồi đó à, thì bây giờ á bây giờ sao <laughs> bây giờ á mình cứ tin theo cái lời của cái vị đó mình lo À, cầu nguyện như vậy thì là thượng đế các vị chứng giám à, giống như là sao giờ lo cho mình tự cứu mình trước mình tự cứu mình trước rồi á giống như là sao mình đừng có mắc nợ à, tự mình bây giờ nếu mà mình chung tay với thượng đế á trong cái lúc này đang cứu á mình tự mình giúp mình trước giống như mình không có mất nợ rồi á là được người nào á là thượng đế mừng người đó ha à, rồi bắt đầu ai có lực những người mà có lực tu á giống như những người mà lên trước rồi đó, họ lên tàu trước rồi, họ có dư tiền dư của đó thì họ mới giúp cho những cái người còn ở dưới. Còn các bạn bây giờ á mình còn ở, ở dưới âm mà ha, ráng lo ngừng cái thiếu nợ đi, đu bám thôi là cũng cũng được các vị cứu rồi. À, rồi các bạn đu bám lên được rồi tu có một chút định lực tức là có một chút tiền rồi lúc đó ha, lấy cái tiền đó cứu người thân của mình người thân mình còn ở dưới ha mình lên được tàu rồi các vị ấy lên coi cho miếng tiền à lấy cái tiền đó giúp cho người thân của mình để bớt gánh nặng cho thượng đế thì mình phải lo cho thân của mình trước À, lo thân của mình trước rồi cái tu hành có cái định lực rồi tự cứu luôn người thân các bạn thì phải chung tay như vậy chúng ta phải là chiến sĩ của thượng đế phải chung tay như vậy các vị cứu mình thì bây giờ mình phải lo biết cái thân phận mình mình lo cho mình xong rồi mình có lực nữa rồi mình đóng góp lại chung tay với mà 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 quý vị mà cứu người thân chỉ cần các bạn tự cứu các bạn cứu người thân thôi là mừng lắm rồi đừng nghĩ phải cứu ai xa xôi á cứu cái người gần các bạn trước á mà trước mắt là cứu các bạn đi các bạn thức tỉnh các bạn cứu các bạn rồi sau đó các bạn mới có dư công đức á các bạn cứu người thân của các bạn đừng ở trong chờ ai chờ chính các bạn mới cứu người thân của các bạn ha à, rồi mình xin kết thúc cái clip ở đây nó hơi dài mình trước đây thì tính mỗi clip nói chừng 15 20 phút để sợ ai mà nghe không quen nó nghe chán nghe dài đó, rồi, rồi rồi bỏ nhưng mà khi mà nói thì cứ thông điệp nó cứ xuống như vậy thì thôi ráng nói cho nó hết ý À rồi xin uh, chào tạm biệt các bạn uh, hẹn các bạn vào cái clip tới không uh, Hồi hồi sáng uh, mình Clip trước đó, mình có nói là mình nhận được cái thông điệp về cái nhân quả của cái dịch này á. Nhưng mà mình thấy cái này nó khẩn cấp thì mình nói trước để các bạn thức tỉnh chứ mất không mình nói cái thông điệp ra rồi các bạn không tin rồi các bạn lại phỉ bán lại mang nghiệp nữa thì cũng như không. Cho nên mình phải nói cái này trước. À, cái này nó nó mình tính nói cái kia mà cái thông điệp này nó tới giống như là nó khẩn cấp hơn thì nói trước để các bạn có cái tâm lý chuẩn bị à đừng có phỉ bán rồi nếu như sắp tới mình trình bày cái cái ý của các vị truyền kêu mình nói á, à, cái nhân quả của cái 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 dịch này á, à, thì mình sẽ nói sao à, mình sẽ dẫn dắt các bạn hiểu về nhân quả rồi trình bày cái thông điệp đó để cho các bạn tiếp cận nó đỡ có bỡ ngỡ, rồi, rồi dễ hiểu hơn chứ bây giờ nói cái thông điệp ra không à, các bạn chưa có sự chuẩn bị á, rồi những cái người không hiểu đem đi phỉ bán rồi, rồi lại mang tội nữa Rốt cuộc tính cứu á, tính nói cho mà bây giờ đi phỉ bán thì lại mang tội nữa thì thì thì, thì, thì mệt lắm cho nên là thôi để cái clip khác à, quan tâm hiểu những gì mình nói hôm nay cái clip này à, là được rồi làm ơn bỏ cái tâm phán xét phỉ bán đi à là các vị đang xung quanh các bạn á, các bạn làm cái gì các vị đều ngó hết trơn đó, đang trên tàu nhìn xuống thằng nào mà chỉ cần nó chịu nó tin nó chịu đeo bám là thả dây thả đồ xuống kéo lên đó à, còn cần các bạn nào mà phỉ bán nữa rồi thôi dẹp mày luôn cho nên mình nói cái từ hết sức bình dân giống như mình trò chuyện với các bạn đó, để mong các bạn hiểu thôi à, rồi à, xin chào tạm biệt các bạn à, à, hẹn các bạn trong clip khác clip kế tiếp rồi xin chào tạm biệt